xin đây. Lau sạch đi xem nào. Hàng sữa là trắng miên là rất đẹp. Đây, số 4 bán đấy. Bây giờ giá này rẻ. Bán hàng kiếm được nhiều tiền không? Đủ tiêu. Em là tới đây, ông đang bảo chuyển đi làm gỗ. Trước làm ở trên chợ Đồn. Trước làm trên chợ Đồn Định Hóa mãi. Gỗ bây giờ vẫn khó làm đấy. Trung Quốc là mua ít ngày mua. Còn anh làm gỗ băm à? Hả? Anh làm gỗ băm à? Không, anh đi làm được gỗ. Gỗ ép. Đây thì băm ép đấy. Gỗ bóp. Lúc bảo con này bao tiền? Triệu 6 á? Triệu 8. Triệu 8 á? Ừ. Bây giờ không nói giá đâu, chỉ nói đáp án thôi. Đáp án cho người ta là hàng này nhá, ý như là 2 triệu rưỡi. Ý như là 2 triệu rưỡi. Ừ. 2 triệu rưỡi, 3 triệu, em rưỡi bán cái này 3 triệu rưỡi. Bán là Lạng Sơn. Đẹp ấy. Triệu 8, triệu 6, 3, triệu 4. Đây quan tâm ba cái này thôi. Vì là nhà thì còn để được ba cái thôi. Ba cái này thôi. Kín rồi. Đây, mà triệu rưỡi thân nhất. Mẹ áo lúc nãy vừa bảo triệu 2 cái này xong rồi triệu rưỡi. Triệu rưỡi lớn là bảo triệu 2, triệu rưỡi triệu 6. Cái này triệu 8. Lúc vừa bảo cái này triệu 2 xong. Đi đâu ra bảo triệu 2 mà triệu rưỡi nhà quan ra sai rồi. Thôi cái này phải cứ quay về thôi. Về xin phép lãnh đạo. Nói làm gì xin phép lãnh đạo, lãnh đạo làm gì? Không, vợ em nó không quyết, nó còn lâu mới lấy được tiền ra. Vợ nó chửi cho chết. Ôi trời, sợ vợ lán à? Nóc nhà, nó ở nhà ấy, bây giờ không dỡ, chưa dỡ được xuống đâu. Sao? Chưa dỡ được. Thôi thì để về hỏi ý kiến thôi. Đâu, ok, hỏi vợ. Ba cái này. Hàng rác xin. Không em hình như bán gà quay bên này đúng không? Không, em như bán gà quay. Nhìn em giống bán gà quay được tiền. Giống em giống bán gà quay á? Ba cái đấy. Anh tính đây, ba cái đấy đi, xem cái đấy bao tiền. 1 triệu 6, 1 triệu 8, 3 triệu 4, 1 triệu 4, 4 triệu 9. 4 triệu 9 với 4 triệu 8 thôi. Cái ấy xong treo treo lên xe hộ em. Đây, cái đủ không? Ừ. Đây em quay video sau rồi em đăng lên YouTube, nhiều người nó đến nó mua cho. Mai người kia nó đến nó khuân cho hết. Hai cái này. Được rồi. Một cái treo và một cái để đây, treo cái này đi. Anh buộc vào đây cho em. Còn cái này để ngang. Đây. Treo cái này treo ở đâu? Treo vào cái đây này, treo vào cái ấy. Anh cứ mang ra đây cho em. Anh mang đây. Còn cái này thì em để ngang. Đây. Đây anh treo bên này cho em này. Đấy, mình làm cái dây buộc cái xong treo sang đây. Cái này cầm dâu mẹ được mấy đồng thì bao tiền chơi hết vào đồ gốm đồ sứ này rồi. Cần gì đâu ra, anh nói thật giá này bây giờ bán lỗ vốn cho em. Hả? Anh nói thật đấy, bán lỗ vốn cho em. Cái kia ba cái kia xuống đến 4 triệu thì để nghiên cứu. 4 triệu 8 đi. Bà vô, đi gọi cho vô, biết đồ thật. Cái gì? Gọi cho vô có vô không?
Vợ. Thế rồi gọi cho vợ có mua không? Cho em mua không? Mua thì giá bao nhiêu? Bà đây đã nói thì đấy, 4 triệu rưỡi thì 4 triệu thì nghiên cứu. Con nào quay ra. Được okay, không? Ok, ok. Nhá. Ok. Ờ, rồi rồi. Ra điêu đấy buồn cười. Mua cho hai gái sướng. À, nhấc ra. Đấy. Đẹp không? Đẳng cấp không? Có bỏ nắp không? Bỏ nắp không? Thử nước rồi, ngon rồi. Cái gì mà lại đắt vậy? Cẩn thận. Cái bình này chắc được độ 5 lít, cái bình này độ 3 lít rưỡi. 5 lít cơ? Ừ. Bé tí được 5 lít. Hả? Bé thế được 5 lít. Cái này được 5 lít bình thường. Thử nước rồi. Đây các bác ơi, tôi mua được hai cái bình đi chợ về hết tiền luôn. Hết tiền luôn đấy. Đây. Đấy. Quay cho các bác xem. Đấy, nói giá các bác giật mình luôn đấy. Cái này đúng ra là bán là 1 triệu 2 đây này các bác này. Giá nó là 1 triệu 2. Sứ Giang Tây Hiền Hoi nhá. Anh có đây chuyện đàng hoàng à. Cái này đây bốn quả đi mình, bốn quả mình. Cái này cho nắp vào. À, tôi nấu cái rượu mà 60 độ đấy. Hôm nay tôi về tôi nấu ở dưới nhà bố mẹ tôi ấy. Thì tôi mua cái này để đựng các bạn. Đựng cái này vào đây. À, mình sau khi mình ủ vào cái bình gỗ sồi ấy thì là mình sẽ cho vào đây để làm cái rượu gọi là rượu chivat đấy. Đấy các bác nhá. Ui thoải mái đấy. Thế là hết tiền rồi. Đây còn mỗi mấy đồng đây. Đi chợ còn mỗi mấy đồng. Còn cái nịt thế, còn mỗi cái nịt thôi. Đây các bác ơi, các bác mua đồ gốm sứ nhá thì các bác lưu ý là các bác phải thử nước nhá. Ở chỗ mua thì tôi cũng thử nước rồi đấy. Đấy, nhưng mà về tôi vẫn phải thử lại để khi mà chúng ta cho rượu vào ấy là nó không bị giò à các bác nhé. Đây. À, các bác cứ cho đầy nước vào. Cho đầy nước các bác lau khô đi xong các bác để lên một tờ giấy A4 như này. Nó giò hay không là chúng ta biết ngay. Đấy, nếu mà giò thì chúng ta ra chúng ta đổi lại. Đấy. Mà trước khi mua ấy là các bác cũng phải lưu ý là mình mà cả ngay. Nếu như mà về là giò là tôi ra tôi đổi lại nha các bác nhé. Đấy. Còn thử thì các bác như thế này. Khi mà chúng ta cho rượu vào rồi ấy, thì nó giò ấy là rất là phức tạp, rất là mỏi. Đây. Tôi kiểm tra rất kỹ rồi đấy. Rồi những cái vết nứt ở cái này này, các bác kiểm tra rất kỹ nhá. Mua những cái đồ mà nó đắt tiền tí là chúng ta nên kiểm tra kỹ một chút. Thôi nhỉ, tôi cũng xin phép kết thúc video nhá. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Nếu mà các nào thấy hợp lý thì nhờ các bác ấn giúp tôi một nút đăng ký kênh bên dưới nhé. Còn bây giờ thì tôi xin tắt video đây.